Kính thưa Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các nhà nghiên cứu, kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong hội thảo ngày hôm nay. Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có chung đường biên giới khá dài, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Hai nước luôn luôn coi trọng và không ngừng xây dựng tình hữu nghị, anh em, tạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau. Hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước luôn tự hào về mối quan hệ này và luôn có ý thức giữ gìn, củng cố, phát triển mối quan hệ này. Bên cạnh đó, Lào cũng là nơi có nhiều người Việt Nam cư trú. Cộng đồng người Việt Nam ở Lào đã có quá trình hình thành, phát triển lâu dài. Cộng đồng này ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tại Lào, đồng thời thường xuyên có mối quan hệ với trong nước. Trong quá trình hình thành, phát triển tại Lào, cộng đồng người Việt Nam ở đây cũng mang theo các tôn giáo tín ngưỡng của mình. Trong số này, Phật giáo chiếm vị trí quan trọng hơn cả. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã xây dựng được 14 ngôi chùa Việt. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu, gặp gỡ, gắn kết các cá nhân, tập thể ở Lào, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống của kiều bào Việt Nam tại Lào. Để đáp ứng nhu cầu của tín đồ Phật giáo là người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Lào, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào đã được thành lập làm cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động Phật giáo, xây dựng cơ sở thờ tự của Phật giáo Việt Nam tại Lào. Việc phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các cấp, các ngành, bởi đây chính là thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ở nước ngoài. Việc quan tâm đến nhu cầu, tín ngưỡng, tôn giáo của kiều bào Việt Nam ở Lào không chỉ góp phần ổn định đời sống của cộng đồng Việt Nam tại Lào mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tăng cường sự giao lưu Việt Nam và Lào, góp phần củng cố hòa bình, hữu nghị giữa hai nước và trong khu vực. Bên cạnh đó, Phật giáo Việt Nam tại Lào cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Liên minh Phật giáo Lào, của các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương của Lào. Mặc dù Phật giáo Việt Nam ở Lào đã có một quá trình hình thành, phát triển khá lâu dài, nhiều cơ sở thờ tự đã được xây dựng, bộ máy tổ chức cũng đã từng bước được hình thành, nhưng cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu một cách đầy đủ về Phật giáo Việt Nam tại Lào. Chính vì vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phật giáo Việt Nam tại Lào, lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển, với mong muốn nghiên cứu làm rõ quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng của Phật giáo Việt Nam tại Lào, từ đó xem xét những vấn đề đặt ra, những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với hai đảng, hai nhà nước và hai giáo hội về Phật giáo Việt Nam tại Lào trong thời gian tới. Cụ thể, hội thảo góp phần làm rõ quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng của Phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay, chỉ ra vai trò và ý nghĩa của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt trong xã hội Lào, chỉ ra những vấn đề khó khăn đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định cái tín ngưỡng tôn giáo và nhất là Phật giáo của Lào, chính sách pháp luật của Lào đối với cái đời sống văn hóa xã hội. Hội thảo cũng hướng đến những khuyến nghị về việc giữ gìn, bảo tồn, giá trị, phát huy vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng của người Việt Nam tại Lào, cũng như vai trò của Phật giáo trong việc phát triển, củng cố cái mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Thông qua hội thảo khoa học quốc tế này sẽ có phần củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Liên minh Phật giáo Lào, giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào. Đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các nhà khoa học Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những cơ sở để tiếp tục nghiên cứu về đời sống tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là cái Phật giáo ở Lào. Trong quá trình tổ chức, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành Việt Nam và Lào, của các Chư Tôn Đức Tăng Ni, của các học giả Việt Nam và Lào. Cho đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận. Các bài tham luận sẽ tập trung vào các chủ đề chủ yếu như sau. Thứ nhất là tập trung vào việc trình bày lịch sử du nhập, quá trình hình thành phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào. Qua việc khảo cứu và trình bày về quá trình Phật giáo được truyền vào cộng đồng Việt Nam, các nhà sư có ảnh hưởng lớn trong lịch sử, đóng góp lớn trong việc xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào.
cũng như là sự hình thành các cái mô hình tổ chức của Phật giáo Việt Nam tại Lào, và cụ thể đây là cái sự hình thành Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào. Thứ hai, các bài viết cũng đã tập trung trình bày thực trạng Phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay, trong đó tập trung làm rõ số lượng các ngôi chùa, hiện trạng các ngôi chùa, đội ngũ tăng ni đang tu tập hoằng pháp tại các ngôi chùa, các hoạt động của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Lào, như là các hoạt động về nghi lễ, các hoạt động về hoằng pháp, các hoạt động về giáo dục, đồng thời cũng trình bày các cái hoạt động xã hội của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào, các ngôi chùa. Tiếp theo, các bài viết cũng đã tập trung đề cập đến mối quan hệ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào. Các bài viết cũng đã chỉ ra các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, đồng thời trình bày và phân tích cái mối quan hệ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào với Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, đồng thời chỉ ra những khó khăn, những vướng mắc, những vấn đề bất cập đang đặt ra hiện nay đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào. Thứ tư, các bài viết cũng đã tập trung làm rõ các giá trị và vai trò của Phật giáo Việt Nam tại Lào đối với cộng đồng Việt Kiều, như là vai trò của Phật giáo trong duy trì và kiến tạo bản sắc tôn giáo, bản sắc văn hóa, giá trị và chức năng Phật giáo thể hiện trong cộng đồng người Việt tại Lào và trong cái mối quan hệ giữa người Việt và cái cộng đồng Phật giáo người Lào và các nhà nước và nhân dân Lào. Thứ năm, một số bài viết cũng tập trung làm rõ những nét đặc trưng của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo Lào, chính sách pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng của Lào, đồng thời chỉ ra cái mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, chỉ ra vai trò, sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Lào trong sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Lào. Thứ sáu, các bài viết cũng phân tích những khó khăn, vướng mắc của Phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay trên các phương diện, đưa ra những đề xuất khuyến nghị đối với các cấp, các ngành của Lào và Việt Nam, cũng như đối với giáo hội Phật giáo hai nước, nhằm góp phần khắc phục những hạn chế tồn tại, phát huy những mặt tích cực và vai trò của Phật giáo trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, từ đó nhằm phát triển cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào một cách ngày càng bền vững, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, góp phần xây dựng phát triển đất nước Lào anh em. Một số bài viết cũng đã đề cập đến hoạt động của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào về vai trò của Phật giáo trong việc thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị, về tinh thần chiến đấu, hy sinh của nhiều chiến sĩ chuyên gia Việt Nam và Lào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của đất nước Lào. Kính thưa toàn thể quý vị, tuy vậy, dù các tham luận đã tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau và khá toàn diện, song chắc chắn chưa thể làm sáng tỏ mọi vấn đề. Sẽ còn nhiều những câu hỏi, những thắc mắc, những trăn trở từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ các nhà hoạch định chính sách, tôn giáo và các nhà khoa học. Chính vì vậy, Ban tổ chức hội thảo rất mong các nhà nghiên cứu, các chư tôn đức, đặc biệt là chư tôn đức đã và đang hoằng pháp tại Lào, cùng các quý vị đại biểu trên tinh thần khoa học tiếp tục làm rõ, tiếp tục đóng góp thêm nhiều ý kiến tại hội thảo hôm nay, đồng thời gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và đi sâu trong cái thời gian tới. Ban tổ chức hội thảo chúng tôi xin đề xuất một số những cái gợi mở. Thứ nhất, đó là tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các nguồn tư liệu để làm rõ hơn lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào, nhất là trong các cái giai đoạn trước đây. Thứ hai, tiếp tục làm rõ vai trò của các vị tăng ni tiền bối trong quá trình hoằng pháp tu tập và những đóng góp của các vị đó đối với quá trình hình thành phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào. Thứ ba, tiếp tục làm rõ hơn những giá trị di sản của Phật giáo Việt Nam tại Lào trên các phương diện như tượng pháp, kiến trúc, kinh sách, bia ký, v.v. Thứ tư, làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và tại Lào với văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Lào, chỉ ra những nét giao thoa hội nhập văn hóa tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam Lào. Cuối cùng, Ban tổ chức rất mong muốn các quý vị đại biểu, các chư tôn đức, tăng ni, các nhà khoa học Việt Nam và Lào sẽ tập trung trình bày, thảo luận, bổ sung, đóng góp về những nội dung đã được trình bày trong các tham luận và những nội dung mà Ban tổ chức gợi mở ở trên, góp phần mang lại thành công của hội thảo. Xin kính chúc chư tôn đức, giáo phẩm, các quý vị tăng ni, kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các nhà khoa học, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.